Project thì hiện tại thì anh đã chạy xong rồi, nhưng mà giờ anh sẽ tắt đi và trở lại từ đầu. Đấy, ở đây hiện tại thì cái này mình sẽ chuyển làm bằng phô đi, cái này để bật cái debug đi ấy. Còn hiện tại anh đang bật debug thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, thì mình tắt đi để cho nó nhẹ. Nhưng máy cũ ấy thông thường nó sẽ chạy kiểu như đối với Laravel thì nó sẽ hơi 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 nặng một chút, nhưng mà không sao, nó vẫn chạy được. Đầu tiên là cái này thì mình đã import cái project của mình vào Serlantech rồi nhá. Đây, cái anh đã import vào. Tiếp theo là em mở thư mục chứa code này, đây này. Chú ý là thư mục chứa code hiện tại ở ở đây nhá. Em chuột phải vào Gitpath here này. Run cho anh một cái lệnh là php artisan server. Đấy. Đợi một chút thì khi nó render cái link này thì em sẽ đánh lại cho anh. Đây, em đánh lại đúng y như vậy này, localhost chấm 8000 hoặc là 127.0.0.1. Đây, 127.0.0.1 cộng 8000. Hai cái link này là nó giống nhau nhá. Thì em vào link nào cũng được. Hai cái link này, link nào hai cái link này nó giống nhau. Đấy, em nhìn thấy chưa? Nó sẽ giống nhau. Đây mình sẽ anh sẽ vào một link thôi. Đi vào đường link vào admin thì là em sẽ là admin author sượt login. Tài khoản thì trước anh cũng có gửi cho bạn em rồi, là tài khoản là đồ án tốt nghiệp a@gmail.com, mật khẩu là 123456789. Đây. Đây là cái phần quản trị nhá, tức là những người làm về admin ấy thì làm tất tật về trong này. Từ những công việc này luôn. Đây. Từ những công việc này. Sản phẩm quản lý, tức là trong admin thì làm hết tất cả những công việc này nhá. Còn những người làm về cơ sở dữ liệu thì người ta sẽ làm hết những cái phần ở bên này. Đây là phần cơ sở dữ liệu nhé. Thì là những người liên quan đến đây. Thì cái cơ sở dữ liệu thì người ta sẽ làm thiết kế tất cả các bảng này này. Đấy. Chỉ làm ở bên này thôi. À, làm Laravel thì dùng Minerget. Còn những người mà làm frontend, tức là thiết kế giao diện, thì người ta sẽ liên quan đến HTML và CSS và JS, những hiệu ứng đây. Đồng thời những người làm về đổi giao diện ra bên ngoài, người ta sẽ từ cái giao diện mà người khác code ra cái giao diện này, người ta sẽ ghép vào và đổi dữ liệu ra đây. Đấy thì đấy là người frontend. Tức là những người đổi dữ liệu và làm về giao diện thì nó sẽ làm về ngoài này nhá. Còn những người làm trong admin thì làm trong bên này. Còn những người làm cơ sở dữ liệu thì làm bên bên này. Đấy. Còn em nhớ những cái câu lệnh chạy là php artisan server ấy. Anh có chạy lúc nãy ấy. Em có chạy anh có chạy lúc này rồi ấy, thì em lát nữa anh đang quay video thì lát nữa anh sẽ gửi video cho em. Đấy thế thôi.